Trao đổi với phóng viên Lao động tối 5 tháng 11, ông Đoàn Thế Lăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Tiên Lãng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng bà mẹ ôm một con nhảy cầu cô tự tử, còn một đứa trẻ vẫn ở trên cầu. Cụ thể, khoảng 19 giờ ngày 5 tháng 11, người dân di chuyển qua khu vực cầu cô thị trấn Tiên Lãng, phát hiện một chiếc xe máy mang biển kiểm soát 15-858-22, dép trẻ em và hộp cháo bỏ lại trên cầu. Theo người dân, người phụ nữ chở hai con lên khu vực cầu. Sau đó, người phụ nữ này có ý định ôm hai đứa con nhảy xuống cầu cua. Tuy nhiên, bé lớn đã dùng dẫy chạy được. Người phụ nữ ôm con nhỏ còn lại trên tay rồi gieo mình xuống sông. Bức thư tuyệt mệnh. Ngoài ra, người phụ nữ còn để lại lá thư tuyệt mệnh. Đại diện công an huyện Tiên Lãng cho biết, sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường xác minh vụ việc.